Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ test một cái cặp loa tay, loa hàng bãi Nhật nhưng mà không biết của cái hãng gì, nó mất tem rồi. Cặp này nó có một thùng, nó có một cái nó có ba loa anh em nhé. Cái này là một cái có ba loa, hai loa bát và một loa chép. Đấy. Thì cái cặp này em bán rất rẻ, nó có ba cái như thế này. Thì em bán 900.000. Sau đây em test đoạn nhạc anh em nghe thử nhé. Cái này là em bán 900.000 anh em nhé, tổng 3 cái luôn. 3 cái là nó có 9 cái loa. Anh em về làm độ loa lời hoặc là ghép sub hoặc là ghép dàn mini nghe nhạc rất là hay anh em nhé. Cái này bỏ phòng ngủ nghe rất là hay. Hiện tại em có 3 cái như này là em bán 900.000. Anh em nào mua thì cứ inbox.